Xin chào các bạn, béo phì hay thừa cân xô so với tiêu chuẩn đang trở thành vấn đề toàn cầu. Bạn có tin được không, thế giới lúc này có khoảng 2, 1 tỷ người thừa cân so với quy định, tức là chiếm khoảng 30% toàn bộ dân số, điều quan trọng là những con số như thế này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Từ năm 1975 đến nay, số người béo phì trên thế giới đã tăng gấp 3 lần. Thế giới càng phát triển, càng chứng kiến nhiều hơn những người béo phì vì chế độ ăn uống không còn lành mạnh như trước. Béo phì là vấn đề xuất hiện ở mọi quốc gia. Nhưng có những nước tỷ lệ béo phì cao hơn hẳn những quốc gia còn lại thậm chí có những quốc gia mà người gầy hoặc người có cơ thể vừa vặn cực kỳ khó tìm kiếm vì hầu như cả nước đó đều béo phì vấn đề đó xuất phát từ đâu quốc gia nào đang có tỷ lệ béo phì lớn nhất thế giới hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay được quên bấm like đăng ký kênh và bật chung thơ báo để chúng ta luận đồng hành cùng nhau nhé khi nói đến những nước béo phì có lẽ chúng ta sẽ thử nghĩ tới các nước phân tây phát triển nơi đồ ăn thức uống dư giả nhất là đồ ăn nhanh và nước ngọt nhưng thực tế chỉ đúng một phần mà thôi chắc chắn các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của những quốc gia này trong danh sách những nước béo nhất thế giới. Không cứ gì những nước giàu, nổi tiếng như là nước Mỹ mới có những người béo phì. Mỹ chỉ xếp hạng thứ 12 mà thôi. Hãy nói qua một chút về nước Mỹ. Dù không nằm trong tốt người, nhưng Mỹ cũng rất gần với nhóm này. Họ mới chỉ ra khỏi tốt người gần đây. Còn về cơ bản, Mỹ vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dân béo phì rất cao. Để nói về béo phì, người ta dùng chỉ số BMI. Công thức là căng nặng, chia cho bình phương chiều cao cơ thể tính bằng mét. Ví dụ như một người có cân nặng 70 kg, chiều cao 1m70, thì chỉ số BMI sẽ là 70 chia cho 1,7 bình phương, kết quả là 24,2. Một người được coi là gầy, thì chỉ số BMI sẽ dưới 18,5. Người bình thường có chỉ số BMI từ ngày 18 tháng 5 đến 24,9, còn người thừa cân hoặc ở nhóm béo phì nặng hơn, thì chỉ số BMI trên 25. Nếu tính chỉ số này, thì đứng mỹ có tới 36,2 phần dân số còn mức chỉ số BMI trên 30, tức là khoảng 78 triệu người trưởng thành, và khoảng 13 triệu trẻ em tại Mỹ. Đối mặt với tình trạng thừa cân đến béo phì. So với năm 1950, cân nặng của người trưởng thành tại Mỹ đã tăng tới 12 kg, Mỹ là một đất nước phát triển, giàu có, người dân có thể tiếp cận nguồn thực phẩm dồi dào, đặc biệt là những sản phẩm giàu chất béo, nên dẫn đến tỷ lệ béo phì cao cũng là điều dễ hiểu, nhưng còn nhiều nước có tỷ lệ béo phì cao hơn miếng rất nhiều, nhiều hơn một cách khó tin, điều quan trọng, đó đều là những nước không quá phát triển thậm chí của là những nước lạc hậu ở khu vực châu Đại Dương, nếu dựa phải chỉ số BMI Bình Quân Thì top 10 thế giới năm 2021 về béo phì là những ứng viên sau, đều có chỉ số BMI Bình Quân cao nhất là Nauru, với chỉ số 32.5, kể đến là Tunga, Samoa, Coet, Sanquit, Enevit, San Lucia, Chilibati, Palau, Micronesia, Trung Balu, nước cuối cùng trong top 10 là Trung Balu, có chỉ số BMI trung bình là 29.3, các bạn. Khi nghe tới các quốc gia này là gì, có lẽ là sự ngạc nhiên phải không nào, đây đều là những quốc gia rất lạ, hầu như đều là những nước lạ, điểm chung là phần lớn những nước này đều là các quần đảo khu vực châu Đại Dương, hoặc các quốc đảo xa xôi nằm trên biển Nam Thái Bình Dương. Chỉ có cô là quốc gia duy nhất trên đất liền nằm trong top 10 này, cô nằm ở khu vực Trung Đông, cạnh Iraq, Iran và Rập Xê Út, cũng là những nước có tỷ lệ người dân thừa cân béo phi khá là cao, còn nói về cô nước này khá nhỏ, dân số chỉ hơn 4 triệu người nhưng có tỷ lệ dân số béo phì rất cao, điều đó dẫn đến tỷ lệ bệnh đái tháo đường rất cao ở nước này, cùng với đó là số lượng ca phẫu thuật dạ dày nhằm điều trị béo phì trung bình lên đến hơn năm nghìn ca mỗi năm một những nhân nguyên nhân chính được chỉ ra tại cô là có sự phát triển của nhiều hãng đồ ăn nhanh cùng với đó là việc người dân không chịu vận động dẫn đến hiện tượng béo phì đây là một quốc gia hiếm hoi trên đất liền ngoài khu vực biển thái bình dương nằm trong top 10 những nước béo phì nhất thế giới nhưng dùng chỉ số bmi trung bình sẽ hơi khó hình dung có một chỉ số khác sẽ hình dung hơn nhiều đó là phần trăm dân số béo phì về khoản này thì các nước châu đại dương vẫn không có đối thủ bảng xếp hạng các quốc gia có tỷ lệ dân số béo phì cao nhất thế giới thì không còn bất kỳ quốc gia nào trên đất liền nữa mà toàn bộ là các nước trên khu vực biển Thái Bình Dương, thấp nhất trang top 10 là Micronesia, tỷ lệ dân số béo phì của họ lên tới 45,8%, có nước cao nhất ở đây là Nauru, với tỷ lệ dân số béo phì lên tới 61%, nói qua với Nauru thì đây là một quốc đảo nhỏ của châu Đại Dương, dân số chỉ khoảng 11 triệu người vào năm 2021, nhưng đã nói Nauru là nước của tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới lên đến 61% dân số, nhưng đây mới chỉ là chỉ số béo phì mà thôi, nếu tính cả những người dân ở mức thừa cân trở lên, tức là hơi quá cân cho đến cả mức béo phì thì tỷ lệ dân số của Nauru rơi vào hoàn cảnh này lên đến 94,5%, thật khó tin khi gần như cả nước thừa cân cho đến béo phì, cứ như thế thừa cân là một mốt ở Nauru vậy, tỷ lệ thừa cân trở lên ở nam giới ở Nauru lên đến 97%, còn phụ nữ là 93% bạn sẽ không ngạc nhiên khi bắt gặp những người dân có thể hình mút mít, thậm chí là quá khổ ở Nauru đâu, béo vì trở thành một hình ảnh quen thuộc ở Nauru đến nỗi những nữ trẻ cũng thấy việc thừa cân là quá bình thường, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo vì ở Nauru rất cao từ khi chúng còn nhỏ, một số quần đảo khác tại khu vực châu đại dương, ví dụ như quần đảo Khúc, cũng có tỷ lệ thừa cân dân số lên tới 90%, nhưng nước còn lại, tỷ lệ thừa cân trở lên cũng từ 70 đến 80%, xin được nhắc lại. Thừa cân là hiện tượng hơi béo một chút. Hoặc béo với mức độ vừa phải, còn béo phì là cấp độ lớn nhất, những quốc gia khu vực châu Đại Dương, những quốc đảo nhỏ này, hầu hết người dân đều thừa cân trở lên cho đến béo phì, nói chung, nếu bạn gặp 10 người ở khu vực này thì bình quân sẽ có 8 đến 9 người béo, tỷ lệ này thực sự khó tin, vậy nguyên nhân đến từ đâu? Có mấy nguyên nhân đáng chú ý như thế này. Đầu tiên là việc những quốc gia khu vực biển Thái Bình Dương này nhập khẩu rất nhiều đồ ăn nhanh từ Mỹ và các quốc gia phương Tây. Những đồ ăn này chứa nhiều chất béo. Và đã bị người dân nơi đây lạm dụng quá nhiều trong thời gian vừa qua, không những thế Người phương Tây tới đây còn dạy người dân địa phương cách làm đồ chiên gán, chứa nhiều dầu mỡ, họ thích thú với cách làm này và sử dụng nhiều hơn, dẫn đến tình trạng béo vì gia tăng, dù những quốc gia này đều nằm trên biển, có nguồn thực phẩm biển dồi dào, nhưng lại làm dụng quá nhiều thực phẩm rẻ, được nhập khẩu từ phương Tây, một nguyên nhân khác đến từ việc họ sử dụng quá nhiều nước ngọt, nước ga có đường để giải khát. Họ không ăn nhiều rau và hoa quả như trước nữa vì tập quán đã bị thay đổi, vì canh tác nông nghiệp cũng không còn được chú trọng, sự hiểu biết về chế độ ăn uống với người dân nơi đây cũng vô cùng hạn chế, ngay cả việc vệ sinh cá nhân để giữ sinh sức khỏe cũng vậy. Một nhà báo của tờ Guardian nổi tiếng từ nước Anh từng kể lại câu chuyện khi cô viếng thăm sa mang thuộc Mỹ, một vùng lãnh thổ của Mỹ. Cô này gặp một người phụ nữ xa, hoa bị tiểu đường và khi phỏng vấn, cô ngạc nhiên vô cùng khi người dân ở đây không hề biết gì về căn bệnh, nguyên nhân vì sao họ bị bệnh và căn bệnh có thể dẫn đến hậu quả như thế nào với đất nước béo phì nhất thế giới Nauru thực ra trước đây người dân của họ cũng không béo vì đến mức nhiều vậy khẩu phần ăn của họ trước đây rất lành mạnh và cuộc sống cũng vậy vì họ ăn cá từ biển hoa quả và rau tự trồng được nhưng kể từ khi có được thu nhập tốt từ việc khai thác phốt phát người dân na bắt đầu thờ ơ với việc đánh bắt và làm vườn thậm chí có lúc GDP bình quân đầu người của họ vượt lên thứ hai thế giới cơ mà thu nhập tăng lên dân đến lối sống và khẩu phần ăn cũng thay đổi cứ thế tình trạng béo vì tăng lên đến mức không thể kiểm soát được bây giờ dù phốt phát đã không còn kinh tế cũng không thịnh vượng như trước, nhưng thói quen ăn uống đang ngấm quá sâu qua thời gian và không thể nào thay đổi ngay được. Kỳ dân số béo phì và thừa cân nhiều như vậy. Không khó hiểu khi những căn bệnh về tiểu đường hay tim mạch xuất hiện một cách phổ biến. Có tới 40% người dân Naru, trước những ảnh hưởng của đái tháo đường tuyếp 2, TR lệ này là cao nhất thế giới, rất nhiều người dân Naru gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, dẫn đến tuổi thọ ở đây rất thấp, tỷ lệ người dân sống qua độ tuổi 60 là không nhiều, ở Tôn, Ga, một quốc đảo không xa Naru là mấy, nhà vua quá cố của họ, có tên là Tao Pha A Hao To 4, từng giữ kỷ lục quốc vương có cân nặng lớn nhất thế giới, lên đến gần 200 kg, vì không quá béo, nhìn chung sức khỏe của những người dân tại khu vực biển Thái Bình Dương này đang trở nên đáng báo động. Họ béo hơn, dễ mắc bệnh hơn và tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng, nhiều quốc gia bây giờ tuổi thọ trung bình chỉ quanh mức 60 mà thôi, xem những thống kê này mới thấy bất ngờ phải không các bạn, vì không phải cứ nước giàu mới béo phì. Những nước dù nghèo, nhưng người dân có chế độ ăn uống không phù hợp, kém hiểu biết về sức khỏe và lười vận động có tỷ lệ béo phì rất cao. Với Việt Nam, chúng ta tỷ lệ thừa cân béo phì hiện tại còn khá khiêm tốn vào khoảng 19%. Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2019-2020 do Viện Dinh dưỡng Quốc gia của Bộ Y tế tổ chức, nhưng chúng ta chắn không thể chủ quan, vì chỉ cần lơ là với chế độ dinh dưỡng, thiếu rèn luyện thể thao thì chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng tình trạng thừa cân béo phì như là ở trẻ em. Không biết khi theo dõi như con số thống kê này, các bạn có bất ngờ hay không cá nhân mình cảm thấy rất bất ngờ với các quốc gia tại khu vực biển thái bình dương nhưng những nguyên nhân chỉ ra cũng hoàn toàn hợp lý cả thương không nào có điều của bạn về vấn đề này là như thế nào đừng ngại để lại điều đó dưới phần bình luận nhé